Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Quý vị thân mến, khí hậu nước ta có hai mùa rõ rệt là mùa nóng và mùa lạnh. Mỗi một mùa thì chúng ta đều có những thiết bị hỗ trợ khác nhau. Tuy nhiên, không thể nào mà phủ nhận được vai trò cũng như là tầm quan trọng của những chiếc điều hòa hai chiều. Và điều hòa đang dần trở thành sản phẩm thiết yếu ở trong mỗi gia đình. Ngày hôm nay thì tụi anh sẽ giới thiệu tới quý vị một chiếc điều hòa đến từ thương hiệu Daikin với thiết kế rất là đẹp mắt cùng với nhiều công nghệ hiện đại với mã sản phẩm đó chính là FTHF25RAVMV ở ngay phía bên cạnh tôi đây. Điều hòa hai chiều Daikin Inverter FTHF25RAVMV mang kiểu dáng đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch với sắc trắng tinh tế tối giản phù hợp với mọi không gian nội thất trong gia đình có diện tích dưới 15m². Điều hòa hai chiều vừa có thể làm mát vừa có thể sưởi ấm là sự lựa chọn hoàn hảo cho những khu vực như là miền Bắc nước ta. Sản phẩm vận hành vô cùng bền bỉ và êm ái, ngoài ra thì đã được Bộ Công Thương đánh giá 5 sao về khả năng tiết kiệm điện tối đa. Tất cả những điều đó là do đã được tích hợp công nghệ inverter. Không chỉ vậy, sản phẩm này của chúng ta còn được trang bị rất nhiều những công nghệ tiên tiến khác giúp hỗ trợ tăng cường khả năng tiết kiệm điện cho gia đình bạn. Tính năng cảm biến mắt thần thông minh là một trong những ưu điểm lớn trên chiếc điều hòa Daikin. Với khả năng cảm biến được chuyển động của người dùng, nếu thấy trong vòng 20 phút mà không có hoạt động đi qua đi lại thì máy sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm điện, điều chỉnh công suất và tăng nhiệt độ lên 2 độ C. Khi chúng ta quay lại phòng thì máy sẽ tự động chuyển lại nhiệt độ cài đặt ban đầu, giúp bạn tiết kiệm được điện năng đáng kể. Chế độ làm lạnh nhanh Powerful được tích hợp chỉ bằng một nút bấm ở trên remote. Với chế độ này thì máy nén sẽ làm việc với công suất tối đa, giúp cho căn phòng của bạn được làm mát một cách nhanh chóng mà không phải chờ đợi quá lâu. Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt chế độ tiết kiệm điện Econo với công suất thấp. Điều này sẽ giúp hạn chế việc lãng phí nhiều điện năng, nhưng vẫn đảm bảo cho bạn có được một bầu không gian mát lạnh, thư giãn lý tưởng nhất. Thêm một ưu điểm nữa là chiếc điều hòa này dùng loại ga rất mới hiện nay, ga R32, thân thiện với môi trường, hạn chế tác động tới tầng ozone. Chiếc điều hòa này thì cũng có chức năng vận hành êm ái với chế độ quiet. Khi kích hoạt chế độ này thì máy nén sẽ hoạt động với tần số thấp nhất và tạo ra một không gian yên tĩnh, rất là thích hợp cho việc học tập cũng như là làm việc. Với các điều hòa thông thường có luồng gió thổi thẳng trực tiếp vào người thì một số người sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Ngoài ra, có người ngồi ở khu vực này thì thấy nóng, còn người ngồi ở khu vực khác thì lại thấy lạnh do khí lạnh tỏa không đều trong phòng. Nhưng với chiếc điều hòa hai chiều FTHF25RAVMV Daikin đã sử dụng hiệu ứng Quanda, thiết kế mặt nạ giàn lạnh với một góc cong ở miệng gió để giúp luồng gió đi dọc theo trần nhà, đẩy gió xa hơn và không thổi trực tiếp vào cơ thể người sử dụng gây khó chịu. Sản phẩm này cũng rất là thông minh khi được trang bị cái chế độ hẹn giờ bật tắt, nhất là khi các bạn ngủ qua đêm mà chúng ta không muốn thức dậy giữa chừng để tắt điều hòa chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta dùng cái tính năng hẹn giờ này thì lập tức là chế độ ngủ đêm cũng được kích hoạt cùng với đó. Sau khi được kích hoạt thì cứ 60 phút nhiệt độ sẽ tăng lên 0,5 độ C và chỉ tăng một lần. Không khí trong phòng không những mát mà sức khỏe của cả gia đình bạn còn sẽ được bảo vệ với phin lọc khử mùi và chất gây dị ứng Apatit Titan, trả lại cho bầu không khí trong lành, an toàn cho sức khỏe hô hấp của gia đình. Nói về khả năng làm ấm ở trong mùa đông thì chiếc điều hòa Daikin này của chúng ta có thể vận hành êm ái và bền bỉ quanh năm. Dàn tản nhiệt, ống đồng, cánh nhôm chống ăn mòn và bề mặt cánh tản nhiệt của sản phẩm thì được phủ một lớp nhựa acrylic giúp tăng cường khả năng chống chịu với thời tiết, đặc biệt là với thời tiết mưa axit hoặc là hơi muối. Cuối cùng thì phải kể đến là lớp màng có khả năng thấm nước, có tác dụng chống rỉ sét gây ra do nước đọng. Chức năng bảo vệ bo mạch khi điện áp thay đổi, bo mạch điện tử của máy cũng có độ bền cao, có thể chịu được điện áp lên tới 440V, giúp bảo vệ máy khi điện áp không ổn định. Hiện tại thì chiếc điều hòa 2 chiều inverter 8500 BTU FTHF25RAVMV đang được bán tại hệ thống siêu thị điện máy MediaMart với mức giá là 12.990.000 đồng, bảo hành sản phẩm trong vòng 12 tháng. Ngoài ra thì quý vị và các bạn mua sắm các sản phẩm điều hòa Daikin trong dịp này còn có cơ hội nhận được quà tặng đi kèm vô cùng giá trị như là tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng, miễn phí 100% vật tư ống đồng tiêu chuẩn 5m trị giá 650.000 đồng, tặng công lắp đặt 250.000 đồng, phiếu bảo dưỡng miễn phí đổi quạt lấy điều hòa giảm thêm 200.000 đồng. Hãy tham khảo sản phẩm và đặt mua ngay nhé. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy MediaMart.
Nếu như quý vị có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần tư vấn thêm về sản phẩm, vui lòng truy cập vào website thegioidienmay.com, mediamart.vn hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline 1900 6788. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.